Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận thi đấu thứ hai của Cao Xá gặp đội Tú Mỹ. Xét thi đấu thứ nhất của trận thi đấu thứ hai. Quả bóng đầu tiên điểm thuộc về đội Tú Mỹ. Ở trận thi đấu thứ nhất thì đội Cao Xá thua đội Tổng Thuê với tỷ số 2-0. Có vẻ như cầu thủ của đội Cao Xá chuyền bóng hơi ngược. Đập bóng lọt chắn, điểm cho đội Đục Mỹ 2-0. Đánh bóng bật chắn, điểm cho đội Cao Xá 1-2. Dài và quả pha phát bóng vừa rồi đã ra ngoài, điểm cho Cẩm Khê 3-2. Đánh bóng không qua lưới, điểm cho Cẩm Khê 4-2. Xin lỗi quý vị và các bạn, đội Dục Mỹ Xã Cao Xá đánh với đội Cao Xá Làng. Giải phong trào nâng cao mở rộng, tỷ số đang là 5-2. Nhưng về pha đánh bóng lách chắn, bóng ra ngoài, điểm cho đội Tú Mỹ 6-2. Bóng tốt, điểm cho Cao Xá 3-6. Phát bóng rơi lo, điểm A cho đội Cao Xá 4-6. Đội Cao Xá không thể kịp tổ chức bán cắn, điểm cho đội Dục Mỹ 7-4. Phát bóng không qua lưới, điểm cho đội Cao Xá 5-7. Đấy, đập bóng không qua tay chắn, điểm cho đội Dục Mỹ 8-5. Trận thi đấu thứ hai của đội Cao Xá trong buổi sáng ngày hôm nay. Trận thi đấu thứ nhất đội Cao Xá đã để thua 2-0 trước đội Cẩm Khê. Bây giờ là trận thi đấu thứ hai, xét thứ nhất. Cao Xá đang ở điểm thứ 6 và Dục Mỹ Cao Xá 7-8.
lộn xộn của đội Cao Xá đã mang về điểm thứ 10 cho đội Cục Mỹ. Với một làn cầu thủ đông đều trẻ trung của đội tuyển Dục Mỹ đánh bóng rất biến ảo, nhưng pha bóng với tốc độ cao, đánh bóng nhanh, đa dạng khiến cho đội Cao Xá gặp rất nhiều khó khăn. Bóng ra ngoài, điểm cho đội
Cao Xá 16-18. Đánh bóng rất êm ái, gọn gàng. 19-16. Thì bám chắn pha bóng vừa rồi. 20-19. Kết thúc đấu sẽ thi đấu thứ nhất. Đội Cao Xá đã để thua đội Dục Mỹ với tỷ số 21-19. Quý vị và các bạn chờ trong ít phút để tiếp tục theo dõi các thi đấu thứ hai giữa đội Cao Xá và đội Dục Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với set thi đấu thứ hai giữa đội Cao Xá và đội Dục Mỹ trong khuôn khổ giải thi đấu bóng chuyền hơi phong trào Quyền Nam Thao mở rộng. Tại nhà thi đấu huyện Lâm Thao, trận đấu thứ hai được bắt đầu. Phát bóng thuộc về đội Dục Mỹ. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho đội Cao Xá 1-0. Đang có lợi thế với 3 điểm cách biệt. Hy vọng là set đấu thứ hai này sẽ khởi sắc hơn và đem lại phần thắng cho đội Cao Xá để đến set thi đấu thứ ba. Lừa chắn đội Dục Mỹ có chuyển hài rất điệu nghệ. Bóng đã chạm sàn. Đội Cao Xá thay đổi luôn. Phùng Trung Hiếu đã vào sân. Về cho đội Dục Mỹ điểm số thứ ba, 3 điểm.
bóng lỏng tay để mang điểm 4-3 cho Cao Thắng. Cao Thắng đã không theo kịp chắn 4-4. Rất kỹ thuật và mang về điểm thứ 5 cho đội tuyển Mỹ. Phùng Xuân Hiếu vào sân và anh đã có một pha bóng đầu tiên bị đội của đội tuyển Mỹ chắn bóng, điểm cho đội tuyển Mỹ 6-4. Vậy là 3 điểm cách biệt đã được tạo ra. Và chuyền bóng đặt bóng trên điểm cho Cao Thắng 5-7. Pha bóng tốt, điểm Cao Thắng 6-7. Không hiểu với nhau. 7 điều cho đội Cao Thắng. Anh đã bắt nhịp được trận đấu, đã đem liên tiếp lại những điểm số cho đội Cao Thắng. Và chuyền bóng rất khó khiến cho rồi là pha bóng đã ra ngoài. 8 đều cho đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ đánh bóng không qua lưới, điểm Cao Thắng 9-8. Điểm cho đội Mỹ 9-0. Đội Mỹ tổ chức tấn công rất đa dạng, khiến cho đội Cao Thắng không kịp tổ chức bám chắn. Ngọc Huy đánh bóng không qua được tay chắn. Điểm cho đội Mỹ 10-9. Bật chắn 10-0. Nóng tốt. Điểm cho Cao
Về tổ chức đánh bóng nhanh, điểm cho Dục Mỹ mấy một đều. Những miếng đánh của Dục Mỹ rất đa dạng. Với một đội hình đồng đều, đội Dục Mỹ đã có những pha bóng bóng ra ngoài. 12-1. Bóng tốt. Cao xá 12-2. Điểm đã thuộc về Dục Mỹ 13-12. Điểm cho Cao Xá 13-13. Điểm cho Dục Mỹ 14-13. Pha bỏ bóng rất khéo của đội Dục Mỹ đã mang về điểm số 15. Đội Cao Xá xin dừng hội ý ở set đấu thứ hai. Nếu để thua set đấu thứ hai thì đồng nghĩa với Cao Xá sẽ để thua chung cuộc với tỷ số 2-0. Cơ hội để vào vòng trong coi như nếu thua trận này là đã hết. Hy vọng rằng là đội Cao Xá sẽ tiến để vượt lên trong set, giành thắng trong set đấu thứ hai này để đưa trận đấu vào set thứ ba. Phần thua thắng bại từ khi có Phùng Trung Hiếu vào sân, đội Cao Xá là đã có những khởi sắc, những miếng đánh, mảng đánh rất bóng ra ngoài. Điểm cho Cao Xá 15-15. Như chúng tôi đã nói, từ khi có xuất hiện cầu thủ Phùng Trung Hiếu của đội Cao Xá thì những miếng đánh, mảng đánh đã trở nên đa dạng hơn, hiệu quả hơn, tổ chức trận đấu cũng chặt chẽ hơn. Cùng thi đấu phát bóng, nhanh rất tốt, rồi Cao Xá không thể kịp theo chắn trong những pha bóng như thế như vừa rồi. 16-15 cho Dục Mỹ. Dục Mỹ chắn bóng chạm lưới 16-16. Về cơ bản mà nói thì hai đội không có quá nhiều sự chênh lệch về điểm số trong set đấu thứ nhất cũng như set đấu thứ hai này. Nhưng kết quả như thế nào chúng ta hãy chờ trong này. Phùng Trung Hiếu đã có những pha bỏ bóng
khéo léo đã mang về điểm thứ 17 cho đội Cao Xá. Hy vọng rằng sẽ thi đấu thứ hai này Cao Xá sẽ giành chiến thắng. Chân bóng không chạm tay, bóng ra ngoài, điểm cho đội Cao Xá 18-16. Vậy là đội Dùng Mỹ đã xin hội ý lần thứ nhất trong trận đấu thứ hai này. Đội Cao Xá từ khi có Phùng Trung Hiếu vào sân, anh đã có những phương pháp tổ chức thi đấu rất hiệu quả. Điểm số đang có lợi thế thuộc về đội Cao Xá. Hy vọng rằng sẽ thi đấu thứ hai này, đội Cao Xá sẽ cân bằng được tỷ số 1-1 để đưa trận đấu vào thi đấu thứ ba. Như vậy là Trung Hiếu đã đẩy bóng quá mạnh ra ngoài. Điểm cho Dùng Mỹ 17-18. Lợi thế của đội Cao Xá đã thu hẹp nhỏ lại, chỉ còn 1 điểm. Vâng, và rồi là một pha đánh bóng lỏng tay của Trung Hiếu. Đội Dùng Mỹ đã không tổ chức phòng thủ tốt. Điểm thứ 19 cho đội Cao Xá. Quả bóng đó tôi có cảm nhận như nếu như đội Cao Xá không đỡ, có thể rất có thể bóng sẽ ra ngoài. Điểm cho đội Dùng Mỹ 18-19, cách biệt còn 1 điểm. Vậy là đã được san bằng tỷ số 19-19. Cao Xá liệu có cắt đầu pha bóng để kết thúc set thi đấu thứ hai này không? Đây là cơ hội tấn công của đội Dùng Mỹ. Như vậy là trọng tài cho đánh lại pha bóng vừa rồi. Điểm số là 10, vẫn điểm số vẫn 19. Đấu vừa rồi vẫn chưa được quyết định, dù rằng trọng tài đã cho đánh lại nhưng và cuối cùng thì đã được đánh lại trong pha bóng vừa rồi. 19-20, đội Dùng Mỹ đang đều 19, Cao Xá 20. Số bao nhiêu rồi? Phùng Trung Hiếu. Vâng, đội Dục Mỹ đã xin hội ý lần thứ hai trong set thi đấu thứ hai này. Chúng ta tiếp tục quay lại trận thi đấu. Không thành công. Một pha lập bóng bật chắn mang về
20 cho đội tuyển Mỹ. Vậy là lợi thế đã không còn cho đội tuyển Cao Xá. Lợi thế đã thuộc về đội tuyển Mỹ. 21-20. Thi đấu thứ hai, chung cuộc đội Dục Mỹ đã thắng với tỷ số 2-0.